Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người Việt thì rõ ràng Tết là khoảng thời gian mang những ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó không chỉ là dịp mà Tết cổ truyền của chúng ta, khi chúng ta có cái dịp để mà sum vầy, sum họp với gia đình, ăn những bữa cơm rất là tuyệt vời và gặp mặt những người bạn sau những cái bộn bề của một 365 ngày rất là bận rộn. Và Tết cũng là dịp để mà chúng ta trao gửi yêu thương đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp qua những lời chúc tụng, những món ăn truyền thống. Tuy nhiên rằng việc thay đổi đột ngột một cái chế độ ăn, sử dụng nhiều rượu bia, thay đổi thói quen sinh hoạt thì lại tiềm tàng những nguy cơ các bệnh tiêu hóa. Vâng, và một trong những bệnh tiêu hóa thường gặp nhất đó chính là hội chứng ruột kích thích. Còn có các tên gọi khác như là viêm đại tràng co thắt, hội chứng đại tràng kích thích. Hội chứng ruột kích thích tuy không gây ra những biến chứng nghiêm trọng nhưng mà cũng ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng cuộc sống, sinh hoạt thường nhật của bệnh nhân. Và nếu như các triệu chứng bùng phát trong dịp Tết này thì có thể làm cho những ngày Tết của chúng ta bớt vui ạ. Vâng ạ, vậy thì cụ thể hội chứng ruột kích thích là gì và bệnh phổ biến đến mức độ như thế nào thì không biết là chị Thùy Dương. Vâng, và để trả lời được những câu hỏi này thì ngay bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức. Phó Giáo sư có thể chia sẻ những thông tin cơ bản về cái hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là viêm đại tràng co thắt hay là viêm đại tràng mạn. Đây là những cái tên trước đây người ta gọi. Tuy nhiên thì cho đến hiện tại thì cái tên thống nhất là hội chứng ruột kích thích, viết tắt từ cái từ là IBS hay là Irritable Bowel Syndrome, tức là một cái từ tiếng Anh rất là phổ biến. Tuy nhiên thì cho đến hiện tại thì do cái vấn đề sử dụng Internet và ngôn ngữ tiếng Anh khá là phổ biến, do đó thì cái từ hội chứng ruột kích thích hay là IBS thì đều được sử dụng rất là thông thường. Đó là một cái rối loạn liên quan đến những cái triệu chứng của đường tiêu hóa dưới, hoàn toàn là chức năng, tức là nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề viêm loét hay là ung thư. Hội chứng ruột kích thích này có phổ biến hay là không? Và đối tượng nào sẽ có nguy cơ cao mắc cái hội chứng ruột kích thích này thưa bác sĩ? Theo những cái công bố mới nhất trên thế giới thì cái tần suất trên thế giới vào khoảng 10%, tức là cứ khoảng 10 người trên thế giới thì có một người bị. Tuy nhiên thì cái con số nó có thể thay đổi tùy từng vùng, tùy theo chủng tộc, tùy theo cái chế độ ăn uống và lối sống. Theo những cái công bố gần đây và thống kê tại Việt Nam thì chúng ta có một con số vào khoảng 10 đến 15%, tức là cứ khoảng 1 phần 10 đến 1 phần 6 trường hợp trên tổng số dân số thì chúng ta có thể gặp một cái trường hợp bị như vậy. Vâng, thưa quý vị, qua phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thấy rằng đây là một bệnh rất phổ biến và tôi thấy rằng là hầu hết trong số chúng ta ít nhiều đều có những cái yếu tố nguy cơ của hội chứng ruột kích thích. Nhưng mà làm sao để có thể nhận biết các triệu chứng và có thể điều trị khỏi được hoàn toàn được không ạ? Vâng, tôi đồng ý với quan điểm của chị Thùy Dương và để giải đáp câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần giải đáp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức. Những triệu chứng điển hình của cái hội chứng ruột kích thích này là gì? Một trong những cái triệu chứng quan trọng nhất là tình trạng đau bụng và thường là liên quan đến cái rối loạn đi tiêu. Và thường thì bệnh nhân có thể giảm đau sau khi giảm đau bụng sau khi đi tiêu, nhưng một số trường hợp thì có thể đau bụng tăng lên. Và ngoài ra thì bệnh nhân có thể có thêm những cái triệu chứng khác, chẳng hạn như là thay đổi số lần đi tiêu, một số trường hợp thì đi tiêu nhiều lần hơn, một số trường hợp thì giảm cái số lần đi tiêu và kèm theo đó thì có thể có những cái triệu chứng khác, chẳng hạn như là thay đổi về cái tính chất phân, chẳng hạn như là lỏng hơn hay là chặt hơn, và có những cái triệu chứng chẳng hạn như là đầy hơi. Hội chứng ruột kích thích này có gây những cái biến chứng nguy hiểm hay là không, và bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn hay là không thưa bác sĩ? Đây là một cái chứng hay là một cái rối loạn hơn là một cái bệnh, và thực sự ra đây thì chúng ta có thể nói ngay đây là một cái vấn đề mà nó liên quan đến một cái tình trạng tái diễn các triệu chứng nhưng mà không gây ra các biến chứng nghiêm trọng và hoàn toàn không có nguy cơ gây ra ung thư. Tuy nhiên thì có thể chữa thành lành hẳn hoàn toàn hay không thì câu trả lời thì đây là một cái rối loạn hơn là một cái bệnh, khó mà có thể điều trị dứt hẳn. Tuy nhiên thì theo một số những cái dữ kiện mới nhất á, thì ở châu Âu họ thấy rằng là sau 10 năm á, thì có khoảng 10 người, cứ 10 người bị hội chứng ruột kích thích thì 5 người có thể hết cái triệu chứng đó một cách tự nhiên. Phó giáo sư có thể chia sẻ giúp cho khán giả truyền hình hiểu thêm về cái ý nghĩa của cái việc mà nội soi trong cái chẩn đoán hội chứng ruột kích thích này hay không? Chỉ trong một số trường hợp bệnh nhân có cái triệu chứng lâm sàng mà không chắc chắn là hội chứng ruột kích thích mà chúng ta phải phân biệt với một số bệnh lý thực thể khác của đường tiêu hóa dưới, đặc biệt là những cái trường hợp bệnh nguy hiểm chẳng hạn như là ung thư đại tràng, thì trong trường hợp đó thì chúng ta mới có cái chỉ định xem xét nội soi đại tràng. Và những cái dấu chứng chỉ điểm những cái trường hợp mà nên được nội soi đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng mới khởi phát khi mà cái tuổi của người ta từ 40 trở lên, hoặc là người ta có những cái triệu chứng được xem là báo động đến tình trạng nguy hiểm, chẳng hạn như toàn thân thì có tình trạng là sụt cân, thiếu máu, hoặc là những cái triệu chứng tại đường tiêu hóa chẳng hạn như có cái u bụng hoặc là tình trạng đi tiêu phân có máu.
thì trong những cái trường hợp đó thì được xem là nên xem xét. Tuy nhiên cũng có một cái trường hợp không có các triệu chứng nói trên, nhưng mà nếu như là bản thân cái người bệnh đó có cái tiền sử trong gia đình là có những cái người thân là cha mẹ hoặc anh chị em ruột bị ung thư đại tràng thì những người đó cũng được xem là nguy cơ cao và chúng ta được xem xét. Tuy nhiên cũng là một cái điểm chúng ta cần phải nói rằng là cái chuyện sợ hãi đó thường nó rơi vào hai yếu tố chúng tôi nhận thấy. Một là người ta sợ đau, thì cho đến hiện tại chúng ta có những cái phương pháp điều trị là làm nội soi mà hoàn toàn không đau. Một cái nỗi lo sợ thứ hai là khi mà làm nội soi không đau thì sợ sử dụng các thuốc đó nó ảnh hưởng trí nhớ. Thì một cái câu trả lời luôn là với những cái tiến bộ hiện tại của y học thì cái vấn đề đó có thể được giải quyết, và cái cuộc soi rất là nhẹ nhàng và sau khoảng 5 phút thì bệnh nhân tỉnh và không ảnh hưởng đến cái chức năng. Vâng, chị Thị Dương ạ, vậy thì tôi cũng không rõ là với những cái bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích thì sẽ được điều trị như thế nào, và đặc biệt là trong thời điểm dịp Tết thế này. Vâng, chắc chắn rồi, đó cũng là yêu cầu, cũng là băn khoăn của rất nhiều quý vị khán giả. Mời anh Thanh Liêm và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phần giải đáp tiếp theo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức. Phó Giáo sư có thể chia sẻ với các bạn xem truyền hình về những nhóm thuốc điều trị cơ bản trong cái hội chứng ruột kích thích này hay không ạ? Như chúng ta đã nói thì đây là một cái chứng hơn là một cái bệnh, do đó thì cái vấn đề các thuốc ở đây chủ yếu là chúng ta đánh trên triệu chứng, chúng ta cải thiện triệu chứng hơn là chúng ta điều trị trực căn về nguyên nhân. Và về nguyên tắc thì chúng ta sẽ có những cái nhóm thuốc điều trị hướng về triệu chứng, chẳng hạn như đau bụng thì chúng ta có các thuốc điều trị về giảm co thắt, chúng ta có những cái nhóm điều trị hướng về thần kinh và một nhóm hướng về cái cơ trơn. Và thực ra thì ở đây nó hơi sâu về mặt chuyên khoa, và thực sự ra các cái thuốc này thì thường cần phải kê toa, do đó thì chúng tôi không đi sâu. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái thuốc về điều chỉnh những cái vấn đề rối loạn đi tiêu của bệnh nhân, chẳng hạn như trong những cái trường hợp mà than phiền lớn nhất là bệnh nhân là tiêu chảy thì chúng ta có những cái nhóm thuốc khá là phổ biến và khá là hiệu quả trong vấn đề cải thiện cái triệu chứng đi tiêu và cái đầy hơi chứng bụng, chẳng hạn như cái nhóm gốc đất sét, chẳng hạn như là diosmetic, hay là chúng ta có cái nhóm thuốc cổ điển mà cho đến hiện tại vẫn còn sử dụng như là cái gốc là loperamide. Và bên cạnh đó thì các cái thuốc mà liên quan đến cái điều chỉnh những cái chứng táo bón thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc thuộc cái nhóm mà chúng ta gọi là nhuận tràng thẩm thấu, tức là nó làm hút nước vào trong lòng ruột để cải thiện cái tình trạng đi tiêu. Có nhiều thông tin về việc sử dụng men vi sinh trong điều trị hội chứng ruột kích thích, thì Phó Giáo sư có thể cho biết cái hiệu quả của cái việc mà sử dụng men vi sinh này trong hội chứng ruột kích thích hay không, và có phải là tất cả các cái men vi sinh đều có thể mà sử dụng để điều trị hội chứng ruột kích thích? Nếu chúng ta nói về men vi sinh, chúng ta phải hiểu nó rằng đó là những cái vi sinh sống, và có thể khi chúng ta uống vào nó có thể tồn tại và nó có thể vượt qua được cái sự phá hủy của axit dạ dày và có thể lưu trú ở đại tràng với một cái ở ruột non và đại tràng với một cái số lượng nhất định, thì nó có một số những cái hiệu quả có lợi cho người bệnh. Tuy nhiên điểm nhấn mạnh cần phải lưu ý rằng là không phải tất cả các men vi sinh đều giống nhau, và cái hiệu quả nó rất là chuyên biệt tùy thuộc vào cái dạng rối loạn. Chẳng hạn như chúng ta nói đây là hội chứng ruột kích thích thì nó có một số các cái thuốc rất là chọn lọc, một số các cái men vi sinh rất là chọn lọc, cũng như là một số những cái bệnh viêm ruột hay là những cái trường hợp mà tiêu chảy nhiễm trùng thì lại có một số các men vi sinh khác. Và điểm rất là quan trọng ở đây là các cái men vi sinh đó nó rất là chuyên biệt tới cái chủng, cái loài và cái dòng, và với một cái hàm lượng nhất định thì nó mới đạt được cái hiệu quả, chứ không phải chúng ta sử dụng men vi sinh nào thì nó cũng có cái hiệu quả trên hội chứng ruột kích thích. Chế độ ăn và lối sống nó có ảnh hưởng đến cái bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích hay không? Lối sống rất là quan trọng, và một trong những cái dữ kiện công bố gần đây trong nước thì cho thấy rằng những cái người mà tập thể dục thường xuyên á, thì cái nguy cơ mà người ta mắc cái hội chứng ruột kích thích nó ít hơn bằng phần nửa so với những cái người mà lười tập thể dục. Thứ hai về chế độ ăn thì có thể nói rằng là cái lời khuyên cho những cái trường hợp mà cái vấn đề những cái người mà hội chứng ruột kích thích thì cái bữa ăn phù hợp là những cái trường hợp mà những cái trường hợp đó chúng ta nên khuyên cái bữa ăn nhỏ và bỏ thời gian, chúng ta đầu tư cho thời gian hơn là ăn vội vàng, và nên tránh những cái bữa ăn quá lớn, đặc biệt là những bữa ăn nhiều dầu mỡ, những cái trường hợp mà ăn những cái thức ăn kích thích chẳng hạn như là có nhiều đồ chua, đồ cay, và những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng nhiều rượu bia và các nước có ga. Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian mà chế độ ăn cũng như là cái lối sống có sự thay đổi đột ngột. Thế thì Phó Giáo sư có thể cho những cái lời khuyên gì cho những bệnh nhân mắc cái hội chứng ruột kích thích này? Lý tưởng nhất thì chúng ta theo được cái chế độ ăn bữa nhỏ vừa phải và thường xuyên. Còn trong những cái trường hợp mà do những cái cuộc vui vầy mà chúng ta ăn quá nhiều những cái chất dầu mỡ, rượu bia thì rõ ràng rằng chúng ta phải chờ đợi là có thể nó có những cái triệu chứng như vậy. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc chuẩn bị sẵn cái tinh thần là chúng ta có thể có những cái triệu chứng khi chúng ta ăn cái bữa ăn như vậy đó, và một số các cái thuốc hỗ trợ thêm có thể chuẩn bị sẵn, chẳng hạn như chúng ta nói là thường nhất là cái vấn đề về tiêu chảy đó,
thì là các cái men vi sinh mà được chứng minh là có lợi trong hội chứng kích thích, những cái thuốc mà hỗ trợ mà liên quan đến cái vấn đề cải thiện tình trạng đi tiêu chẳng hạn, như trong trường hợp tiêu chảy là diosmetic hay là loperamide, thì đó là những cái thuốc mà khi mà chúng ta rơi vào những cái hoàn cảnh mà chúng ta ăn những cái bữa ăn giống như vậy đó, thì cái việc uống trước có thể giúp phòng ngừa phần nào, nếu không nói rằng là một số trường hợp thì có thể cải thiện đáng kể các triệu chứng sau khi chúng ta ăn những cái bữa ăn như vậy. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ rất là bổ ích của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Quách Trọng Đức của chúng ta ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, những thông tin hữu ích vừa rồi đã kết thúc chuyện tối nay của ngày hôm nay. Chương trình do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện và được tài trợ bởi công ty Ipsen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.